Đây là cái lô đất có diện tích là 78,5 m² nha các bạn, đang chào bán với cái giá là 870 triệu nha các bạn, 8 tỷ 870 triệu, với diện tích là 78,5 m², thì trong đó chiều ngang của nó khoảng 5 m và chiều dài của nó là một cạnh nó là 16,7 m và một cạnh là 14,7 m. Cái lô này phía sau nó hơi bị méo, nó không có được vuông vức. Mình nói lại là cái tổng diện tích đất này là 78,5 m và giá chào bán là 8 tỷ 870 triệu, thì tạm tính ra là 1 m² đất là 113 triệu 1 m² đất nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại cái vị trí mà khúc ngay đường trước lô đất nè. Cái lô đất này thì tọa lạc tại khu dân cư Tân An Huy, Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ngay chỗ địa chỉ là 515 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, mình đi vô. Đây là cái khu dân cư Tân An Huy, Lê Văn Lương. Đây là cái mặt trước của lô đất. Thì bây giờ mà tìm ra một cái lô đất mà có giá giao dịch mà 113 triệu 1 m² thì rất là khó, rất khó tìm ở khu Sài Gòn này. Bây giờ là đất đai giờ nó lên giá mà ở trong hẻm không đã là gần 120 rồi. Cho nên đây là cái lô đất mà có giá mềm 113 triệu 1 m² thì tính ra rất là rẻ nha các bạn. Đây là đường thì xe ô tô vô tư. Quy cách xây dựng thì các bạn thấy người ta xây nè. Để đếm coi 1 2 3 3 tầng lầu rồi, ốp mái là tính ra 4 tầng lầu các bạn. Đường trước nhà thì rộng rãi, đường này thì có lộ giới 10 m, xe ô tô tránh nhau thoải mái. Mình sẽ quay xung quanh dân cư xung quanh như các bạn coi nè. Cái lô đất này thì có hướng đông lệch bắc tí. Đây là cái dân cư xung quanh đường. Hướng đất thì hướng đông lệch bên bắc một tí nha các bạn. Bây giờ tính sẽ mô tả lại cái thông tin là chiều ngang của nó là 5 m và chiều dài của nó là một góc là 16,7, một góc là 14,7. Giá bán là 8 tỷ 870 triệu. Tính ra mà giá bán đơn giá là 113 triệu 1 m². Tổng diện tích đất được công nhận là 78,5 m. Rồi, nếu mà các bạn quan tâm với sản phẩm này thì liên hệ cho Tính qua số điện thoại là 0983383509. Số điện thoại Tính sẽ để trong phần mô tả của video này hoặc là tên tiêu đề của video nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy xe mình chạy vòng vòng cái khu Tân An Huy, Lê Văn Lương này cho các bạn coi nè. Bây giờ đây cái khu này thì nó có một cụm dân cư chứ nó không phải là một khu bự, nó là một cụm dân cư khoảng tập chừng vài chục đến 100 hộ, 100 nhà. Đây là cái đường nội khu nha các bạn. Chỗ này thì mình chạy ra cái bờ sông khu Tân An Huy, phường Tân Phong, quận 7. Chỗ này là gọi là khu Tân An Huy, phường Tân Phong, quận 7 nha các bạn. Đây là cái bờ sông kênh. Mình nhìn bên kia, nhìn qua bên kia là khu Tân Quy Đông, khu Tân Quy Đông. Bên này là Tân An Huy. Từ vị trí này thì gần siêu thị Lotte, cách Lotte khoảng 1 cây. Thì đi về quận 1 rất là gần nha các bạn. Thì khu Tân An Huy này có cụm có xíu à, khoảng 100 căn nhà trở lại trong cái gì. Hôm nay Sài Gòn trời nắng đẹp, mình sẽ đi vòng vòng mấy khu để quay lại cho các bạn coi nè. Đường xá ở đây thì nó thông nhau, nó chạy theo kiểu vòng tròn vậy đó, nó cập vào sông. Bây giờ Tính sẽ quay lại cái lô đất một lần nữa, rồi mình chạy ra đường Lê Văn Lương sao mình kết thúc cái video luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm tới cái lô đất này thì liên hệ cho Tính qua số điện thoại là 0983383509. Số điện thoại Tính sẽ để trên phần mô tả của video này hoặc là trên tiêu đề của video nha các bạn. Rồi, chúng ta tới lô đất rồi đó.
khu này thì nó gần khu Kim Sơn, tiếp giáp với khu Kim Sơn. Bây giờ chúng sẽ chạy ra đường Lê Văn Lương để băng qua khu Kim Sơn, còn mình kết thúc được cái video. Phía trước là quán cà phê The Coffee Tower, nó nằm mặt tiền đường Lê Văn Lương và lạc tại số 515 Lê Văn Lương nha các bạn. Đây là cái hướng ra đường Lê Văn Lương. Khu này thì một cụm khu dân cư Tân Uyên nha. Tân Uyên thì có khoảng tập trung 100 căn nhà trở lại thôi chứ không có nhiều. Đây là cái đường ra, mình sẽ đi vô ngay chỗ này. Rồi, đây là khu Tân Huy rồi các bạn. Mình sẽ đi, giờ mình sẽ thông ra khu Kim Sơn nha các bạn. Đi ra khu dân cư Kim Sơn đó. Bây giờ chúng ta băng từ đây siêu thị Lotte Mart thì chỉ mất khoảng tầm chừng 900m nữa thôi, rất là gần. Cái lô đất chúng ta chào bán là 113 triệu một mét vuông nha các bạn, rất là rẻ tại khu dân cư Tân An Huy, Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Nếu mà các bạn quan tâm tới cái sản phẩm nhà đất của Tân Huy thì liên hệ cho Tính qua số điện thoại là 0983 383 509 nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.